chào tất cả các bạn. Hôm nay hàng của bên shop lại về nhé. Hôm nay cũng có một số loại giống mới đấy. Hàng của bên shop hôm nay về thì toàn là hàng Thái với lại của hàng Đài Loan thôi nhé. Ví dụ có những hạt giống sau là hạt giống bí ngồi vàng của Thái Lan, bí ngồi xanh của Thái, cà rốt. À, đây xin lỗi, không phải cà rốt. Cái này cà rốt đấy. Rồi cà rốt này, cà rốt của Đài Loan. Hàng này là hàng Tứ Xuyên nhé. Đây, củ cải đỏ tròn này. Đấy, hàng Tứ Xuyên. Súp lơ trắng 65, nhãn mác 65 là của anh Thái Lan. Xà lách xuân là to, hàng Thái Lan. Bắp cải mini, hàng Thái. Cà chua lùn vàng của Đài Loan. Cải ngồng của Thái. Ngô tím, hàng Thái. Cải bắp tím, hàng Thái. Đu đủ Hà Lan nhé. Súp lơ san hô. Súp lơ tím. Sau nháy mít. Thì cái hàng này các bác nhé, hàng này là hàng tự đóng của Việt Nam. Như hàng tuy là gói nhỏ cái này thôi, nhưng mà hàng thì rất là chất lượng các bác. Hình tái. Bác nào có nhu cầu mua theo lạng hoặc là theo lạng theo cân thì bên shop cũng đều có để bán nhé. Ở đây là hàng cải ca leo của Mỹ này, đó, về Việt Nam đóng. Cái này súp lơ mix màu, cà rốt mix màu, đó, su hào tím, đấy, hàng Thái đấy ạ. Rất nhiều các loại gói nhé. Như này về là hàng sẽ tự đóng đây, nhưng mà các bác yên tâm là hàng tự đóng, nhưng mà hàng thì là rất chuẩn luôn. Riêng cái hàng của anh Mỹ này thì không phải bàn được, nó đắt một chút thôi nhưng mà hàng rất là chuẩn đó.